giá vàng tăng mạnh, người dân vẫn đổ xô mua vào. Môn thi thứ tư vào lớp 10 trung học phổ thông có thực sự cần thiết? Giá thực phẩm bắt đầu hạ nhiệt, nguồn cung dồi dào sau nghỉ Tết Nguyên đán. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng hàng ngày trên lao.vn. Bản tin hôm nay, ngày 16 tháng 2 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tuyến đường nối đường Cách mạng tháng 8 và đường tỉnh 918 dài hơn 5 km tại Cần Thơ đã chính thức thông xe sau 6 năm thi công. Đây là công trình giao thông trọng điểm của thành phố Cần Thơ thuộc dự án phát triển thành phố và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới. Công trình hoàn thành khiến người dân địa phương vô cùng phấn khởi. Những ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, nhiều quán ăn tại Hà Nội luôn trong tình trạng đông nghịt người. Điều này khiến nhiều dân văn phòng gặp phải tình trạng giờ khóc giờ cười vì không tìm được chỗ ăn trưa. Đối với các chủ cửa hàng, việc hàng quán đông khách là một tín hiệu đáng mừng, khởi sắc cho những ngày kinh doanh đầu năm mới. Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 thiếu niên đi xe máy tử vong trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã giao công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định. Đồng thời yêu cầu Ban An toàn Giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, các sở ngành địa phương kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên. Kính thưa quý vị, hiện nhiều địa phương trên cả nước đã công bố số môn thi trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025, đa số thi 3 môn. Điều này càng khiến nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên ở Hà Nội thấp thỏm, mong ngóng. Dưới góc độ của người dạy, nhiều giáo viên cho rằng có thêm môn thi thứ tư vào lớp 10 trong bối cảnh hiện nay là không thực sự cần thiết. Cái kỳ thi đầu tiên này cũng là một kỳ thi khá là áp lực với các con. Và vì thế mà mình mong mỏi là nếu có thể thì cũng chỉ nên dừng lại ở 3 môn là toán, văn và tiếng Anh. Bởi đấy là cái mà thử thách cũng như là một cái trải nghiệm bước đầu. Để đến những cái cấp học sau thì các con sẽ có những cái nỗ lực và những cái bước tiến quan trọng hơn. Với một cái môn thi thứ tư như thế thì các con cũng sẽ rất là dàn trải. Bởi vì theo mình đánh giá thì 3 môn toán, văn, anh để ôn thi vào cấp 3 cũng đã là 3 môn mà khiến cho các con cũng cảm thấy khá vất vả trong quá trình ôn thi vào lớp 10 rồi. Vậy thì nếu được thì cũng rất là mong muốn các con sẽ có thể được thi 3 môn để các con sẽ tập trung hơn cho 3 môn toán, văn, anh của mình. Phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 của nhiều tỉnh thành phố có điểm mới so với trước đây. Ví dụ như Bình Dương tổ chức đăng ký dự thi trực tuyến, tại Cần Thơ thí sinh đăng ký tối đa 5 nguyện vọng, hay Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh phương án xét nguyện vọng, rút ngắn thời gian tuyển sinh vào lớp 10. Theo khảo sát của phóng viên báo động trong ngày 16 tháng 2, tại các chợ truyền thống ở Hà Nội, hoạt động mua bán hàng hóa đã sôi động hơn, giá cả các loại thực phẩm, đặc biệt là rau xanh đã có dấu hiệu hạ nhiệt so với thời điểm mùng 3, mùng 4 Tết. Nếu như thời điểm mùng 3, mùng 4 Tết, các mặt hàng thực phẩm khan hiếm, giá cả tăng cao, thì đến nay hàng hóa đã được bày bán đa dạng, phong phú dồi dào, giá cả đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Tôi hôm nay đầu năm đi, hôm nay thì đi chợ tôi cảm thấy giá cả giảm hơn mấy hôm nọ. Xuống dần thấy là mừng rồi. Còn mùng 3, mùng 4 Tết thì nó sẽ cao hơn các ngày này, tại vì người ta cũng ăn ít mà. Giá thịt bây giờ, ví dụ thịt vài là sẽ là 1.1. Còn các cái điểm phê nách hay là thằn kia thì nó sẽ rẻ hơn. Dao động thì 90 đến 100 nghìn. Còn bà Chí thì từ 1.3, 1.4. Tại chợ Nam Trung Yên, giá rau xanh, củ quả từng leo thang khá nhanh trong những ngày cận Tết, thì nay đã giảm về mức hợp lý nhưng sức mua rất yếu, hàng bán chậm. Các siêu thị tại Hà Nội cũng đã hoạt động bình thường sau kỳ nghỉ Tết. Theo ghi nhận, giá rau củ, trái cây, thịt bò, lợn, thủy sản, thực phẩm chế biến sẵn tại các siêu thị không có tình trạng tăng giá. Các đơn vị đều cam kết bảo đảm nguồn hàng phong phú, giá bình ổn sau Tết Nguyên đán 2024. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng theo dõi một số tin nhanh nổi bật trong ngày. Trên địa bàn xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa xảy ra vụ việc trâu húc chết người, nạn nhân là một cụ bà 80 tuổi. Đáng chú ý, sau khi húc chết cụ bà, con trâu còn húc chủ và một người khác khiến cả hai người nhập viện cấp cứu. Được biết, con trâu trên là trâu đực mới được mua từ một xã miền núi. Giá vàng trong phiên giao dịch 16 tháng 2 liên tục được điều chỉnh tăng. Dù vậy, theo ghi nhận của phóng viên, nhà đầu tư vẫn đổ xô tới các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn thành phố Hà Nội để mua vàng. Nhiều người thậm chí còn xếp hàng từ sáng sớm nhưng vẫn không còn chỗ để vào mua. Nhiều người dân cho biết,
đầu năm mới, ngày vía thần tài sắp tới nên mong muốn mua vàng để có lộc đầu năm. Ngày 16 tháng 2, Tòa án Nhân dân TP.HCM có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Theo đó, thời gian dự kiến diễn ra từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ của Báo Lao Động. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.